Wow, rất là nhiều. Mèo, mèo mèo mèo. Dạ con nghe. Mèo. Con đó nó bị câm. À. Mèo mèo mèo. Rất là nhiều luôn mọi người. Đây, 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 đây. Đây nè. Ồ. Oh. Những cái dê cái dàn vuông ở trên đó rất là đông. Mèo. Kêu meo meo quá kìa. Ở đây nữa. Ồ. Oh. Mèo. Không. Đó 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 đó. Con gọi cái ai? Ồ, oh, dưới chân nè mọi người. Trời ơi, dưới chân. Thấy không? Rất là nhiều mèo luôn. Ý. Thương chưa? Ý con. Ồ, oh, mặt đẹp quá à. Ý, mèo nó cái mặt cưng ghê ha. Thấy như mèo Anh như vậy. Ngao. Quá trời luôn rồi mọi người. Đây 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 mèo. Ồ đây nữa. Ê, sao con mèo nó có cái một người ngay trên cái mỏ mắc cười vậy. Ấy 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 ấy. Anh ẩm cái này. Ồ. Gì vậy? Ha, nè nó có cái mỏ ngay ha, hai cái một người ngay trên mỏ nè, mắc cười chưa? Úi, đừng có sợ, đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ. Nè, mọi người nhìn này, nó có hai cái một quần ở trên cái mỏ nè. Ừ. Ờ, mấy con này nó thân thiện ghê lắm. Nè. Ý. Mèo 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 mèo. Dạ. Mấy bữa trước người ta qua người ta phản ảnh đó. Nhưng mà chị làm cái đường ống này là ra xa lắm á. Yeah. Chị đặt ống này ra tuốt còn kia là nhưng mà bây giờ là mình còn là đây là bao nhiêu con mèo chị? Tổng cộng trong nhà với ngoài này luôn là 67 con. Là 67 con. Con chó ngoài trước. Chó 16, 18 con. 16, 18 con. Ơi sao có con ngoài kìa? À, nó chạy ra, rác nó vô nhà, nó không đi đâu xa. Ê, không biết con. Đó. Thấy mấy con đu ngoài vậy là ở đây là còn gần 70 con mèo. À 70. Cái này là chị cứu ngoài không chứ không có cứu lò mổ, tự cứu đi gặp từ nhỏ nhỏ xíu đó đó. Yeah, từ nhà vậy chị nó có đẻ không? Không em, tới lứa là chị triệt sản hết. Dạ. Yeah. Vậy là này là bờ cứu bên ngoài không đó ha. Cứu ngoài không à. Ôi trời, nó ở trên cái cây dòng dễ thương đó. Ê chết mẹ. Con này nó nhát. Dạ. Yeah. Con này nó nhát. Có nhiều con nó thân lắm, mèo mà có nhiều con nó thân thiện lắm. Con này thì nó không có, từ nhỏ là nó không có nói chuyện được. Nó cầm luôn. Chó mình cũng cứu cái dạng là gặp ở đầu cứu đó chứ không có mình cứu lò mổ. Không không. Yeah. Ở đây là chị hoàn toàn không cứu lò mổ con nào chứ. Không cứu lò mổ hả? Gặp là cứ cứu á. Tất cả là chó là hầu như là bỏ ngoài đường. Đúng rồi, chó bỏ ngoài đường, chó ghẻ, chó gì bỏ thùng rác chứ. Yeah. Người ta không nuôi người ta quăng á. Gì có đu đu mẹ chí. Xuống xuống. À kính thưa quý vị khán giả thân mến thì hôm nay chồng xuống đi con. Có đến dạ. Xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đứng để thăm cái trạm của chị Giang Hà. Thì có thể là một số quý vị đã xem cái live stream của chồng cách đây 2 ngày thì chắc quý vị cũng nắm được sơ sơ cái tình hình của trạm của chị Giang Hà. Thì ở đây thì còn là gần 70 be, gần 70 mèo, 20 chó là do chị Giang Hà đã cứu được từ mà ở bên ngoài thôi. Chị thì chị nói là chị không có cứu từ lò mổ, tại vì sao cái kinh tế rồi cái nó nhiều cái khác nhau nên là chị không phải là cứu trong lò mổ. Mà mấy bé này hầu như từ chó đến mèo chị đều lụm, người ta bỏ rơi ở ngoài đường về. Này, đầu tiên thì hôm nay thì chồng đến đây là để thăm cái tình hình thực tế. Thì như quý vị thấy ở đây có rất là nhiều mèo mọi người. Nó đu trên cây, trên gác, trên đó kìa. Quay góc bên đó kìa Vũ.
Đó, mọi người thấy không? Đó. Rồi cái góc sát nhà kìa. Rất là nhiều luôn. Ô trên đầu nữa nè Vũ ơi. Đây 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 nè. Đó. Rất là nhiều mà nó dễ thương lắm. Có nhiều con thì cũng hơi nhát. Mà hầu như mèo thì nó không có nhát lắm đâu. Nó rất là dạng với người. Ở trên là chó. Rồi cái việc thứ hai nữa là chồng đến đây. Chồng để chồng tìm hiểu cái nguyên nhân, cũng như là để xem mình có cái hướng nào để hỗ trợ cho cái trạm. Chứ qua những cái tin nhắn, qua những cái cuộc gọi của chồng trao đổi với chị thì chồng thấy là mọi việc nó không ổn rồi mọi người ơi. Các bé nó được ở như thế này, các bé nó đang ở một cái nơi là yên ấm như thế này, tương đối là sạch sẽ, rồi tương đối là mập mạp và an toàn. Mà nếu như ở đây nó chị phải giải tán mấy bé, rồi chị phải đi về quê hoặc là lưu lạc ở đâu đó, thì chồng cũng không biết là mấy bé sẽ về đâu, mà chồng cũng không có tưởng tượng được là cái cảnh đó nó diễn ra. Thì các bé chó, bé mèo ở đây nó sẽ có cuộc sống như thế nào. Thì thôi, mà bây giờ thì chồng xin mời quý vị mình cùng dạo quanh một vòng nữa. Thì ra ngoài trước, chồng sẽ tâm sự với chị Hà để nghe chị tâm sự tất tần tật về cái hoàn cảnh cũng như là cái nguyên nhân mà cái chị định giải tán cái trạm này. Thì chồng xin mời mọi người cùng đi theo chồng nha. Thôi giờ mình ra ngoài trước đó chị, cái chỗ buôn bán đó cho nó canh đồ luôn ha. Mẹ mẹ đừng chạy con, nó nhát. Tại vì ít có người tới á. Dạ. Ở Bình Chánh, chị có ngoài trước của chị là chị có thuê cái mặt bằng, ở trong thì chăm sóc nuôi các bé chó bé mèo. Như nãy giờ quý vị cũng đã thấy ở ngoài trước thì chị có buôn bán. Chồng, theo chồng thấy thì có trái cây nè, có khoai và có cá biển. Và chị có chia sẻ là cái gì mà bán được ở trong xóm, trong ấp này thì bán mà có lời thì chị đều bán hết. Bây giờ thì chồng cũng xin mời mọi người mình vô mình tâm sự với chị chút để xem cái chị trải lòng hết cái hoàn cảnh của mình như thế nào nha mọi người. Hồi sáng giờ gì thì mình buôn bán là được không chị? Sáng giờ thì bán cũng gần 1 triệu. Dạ. Yeah, gần 1 triệu. Nói chung thì bán ngày nào cũng 1 triệu mấy. Bữa nào đắt thứ bảy chủ nhật thì chị bán được nhiều nhất. Tại vì ta ăn mấy cái loại đắt tiền nè. Dạ, yeah, nghe là đúng rồi. Nghe là chủ nhật thì mình ăn những cái thứ mật, nó hơi mắc tiền tí ha. Cá bóp rồi đó. Bữa nay không có cá bóp. Thì bây giờ để vô cái vấn đề thì hôm đó em có địa chỉ của điện thoại cho em và chị giống như là chị cũng có một cái nỗi lòng thì cũng muốn là có thể là mình sẽ là gửi các bé ở đây đi đến các cái trạm. Đúng rồi. Dạ. Rồi gì có thể là mình cũng sẽ không trụ nổi ở đây nữa mà mình sẽ đi về quê hoặc là đi đâu đó. Thì hôm nay thì em cũng muốn chị là tâm sự thật, chị chia sẻ hết cái nỗi lòng của mình, cái khó khăn của mình. Thì để xem thì em cũng chưa dám hứa với chị một cái bất cứ một cái điều gì. Yeah. Nhưng mà em muốn chị chia sẻ một lần bằng một cách là nghĩa là nó chân thành và nó thật nhất có thể. Hồi trước á là chị cứu mấy bé này là năm 2015 lần. Dạ. Yeah. Lúc đó là chị làm bên Mai, chị làm bên hàng thời trang á. Dạ. Yeah. Thì nuôi tụi đó khỏe lắm tại vì mình làm có thu nhập ổn á. Nhưng mà 3 năm trở lại đây bắt đầu dịch cái công việc của chị nó giãn. Với cuối năm 2019 là chị bị đền hàng quá trời đền luôn. Thì tới cái công việc nó gián đoạn xuống. Thì chị cũng nói chung là mình cũng tìm đủ mọi cách để làm để có thu nhập hết á. Để mà vừa trang trải nhà cửa rồi vừa trang trải cho tụi nhỏ ăn thì cũng có mạnh thường quân hỗ trợ. Thì hỗ trợ nhiêu thì chị mua chị chữ. Chứ sợ nhiều khi người ta không có cho nữa rồi mình lấy đâu mình cho nó ăn. Dạ. Yeah. Nên chị cũng có, nói chung là tụi nó là trên. Rồi xong hồi lúc mà mấy tháng dịch á, năm tháng dịch nó lại gián đoạn liên tục. Dạ. Yeah. Trước chỗ đường này là của chị bích luôn. Dạ. Yeah. Nó bích toan luôn, không đi được. Xong rồi nó không cho ra đường.
nó bít cửa chị luôn, nó kéo dây ngang, nó không cho ra đường luôn. Xong rồi lúc đó thì chị trang trải tiền nhà, rồi tiền mình ăn uống, rồi tiền điện, tiền này tiền kia nữa nó phát sinh ra. Thì chị có mượn gì đó, thì lúc đầu người ta nói chung là nó người ta không có gây áp lực mình quá, người ta cứ có để mình có thì mình cứ đóng lời, tới tháng thì mình đóng lời. Đi đến lúc này thì chị cũng mới mở ra bán, hồi lúc mà một tay nó mở cửa đó là chị mới ra bán đây. Dạ. Yeah. Chứ lúc trước thì chị cũng bán ở trong nhà, rồi chị làm pate bán cho mèo á. Dạ. Yeah. Đó thì bây giờ ai đặt chị cũng vẫn còn làm. Đó. Thì bắt đầu chị ra chị bán rồi bắt đầu nó lời nó tính. Nó tính thì chị cũng năn nỉ nó, chị nói bây giờ cũng như là không thả cho chị để mà chị cũng vừa bán vừa trả, chứ nếu mà cứ ép chị quá như vậy á thì mình lại lấy cái vốn của người ta mình trả, thì bán mỗi ngày em nghĩ bán được 1 triệu mấy thì nó cũng lời trong đó cũng được mấy trăm. Mà cứ nhánh ra trả tụi nó hết vậy thì tiền vốn mình không có, mình trả cho bên cái chủ hàng. Vậy là bây giờ em sẽ mình đi từng bước ha. À. Bây giờ là với em hỏi chị là cái khoản nợ này là hiện tại là chị thiếu người ta là bao nhiêu? Thì nói chung là nó là tròn, là bây giờ nó tính chị tròn là 40 triệu á. Dạ. Nhưng mà chị đã trả cho nó là hôm 8 tây tới giờ là nó kêu chị đóng là 450.000 tiền lời. Dạ. 300 tiền vốn là 7 tổng cộng là mỗi ngày chị phải trả nó 750.000. Quá trời ha. Quý vị thấy mượn nợ để xây sở mà 40 triệu mà bây giờ phải đóng lãi một ngày là phải 450.000, là có nghĩa là lãi suất là chị không biết nó tính lãi hay sao mà nó bắt chị nó lãi suất hơn 30%, mọi người, lãi suất hơn 30% một tháng và một ngày thì phải là 450.000. Mà trả theo cái kiểu đó thì vốn nó không sụt nha. Nghĩa là chị trả tròn theo một tháng nó mới trừ cho mình lại. Tròn trả theo tháng. Cái kiểu là Trọng hiểu rồi. Bây giờ chị đang mượn nợ mà người ta đang tính với chị là theo cái kiểu là một ngày là phải trả hơn một ngày thôi nha, là hơn 1% tiền lời, tiền lời. Nhưng cộng với 300.000 tiền vốn, nhưng mà nó sẽ không tuột lời xuống sau một tháng. Sau một tháng rồi nó mới tổng kết để mình trả được bao nhiêu vốn, rồi nó mới giảm, lúc đó nó mới giảm lời, rồi bắt đầu mới tính lại kiểu đó nữa. Là mình cứ cái tới đóng 300 tiếp. Trời rồi lời bao nhiêu đó. Đã cái đó là chị thì vay mấy cái chị chỉ cần vay 40 triệu này mà chỉ cần trong 3-4 tháng chị trả thôi là chị đã trả người ta hơn 100 triệu tiền lãi. Đó, không hề là chị trả cũng hơi bị nhiều nên chị nói chị mới định là chị định về quê để chị làm cái giấy tờ đất là chị bán ở dưới. Yeah. Xong rồi lên đây thì chị cũng dự định này lâu lắm rồi nhưng mà dịch này chị không về được. Chị định là về dưới chị làm cái giấy đó là đất của chị, xong rồi chị lên đây chị bán lên đây chị mua cái nhà nhỏ nhỏ chị ở xong rồi như mình cắt cái nhà nhỏ ở còn bao nhiêu mình làm không gian cho tụi nhỏ. Dạ. Yeah. Cái dự định là năm 2019 là của chị. Cái khoản nợ này là chị vay ở trong cái giai đoạn mà dịch bệnh. Đúng rồi, dịch bệnh hôm tháng 5 thứ. Có nghĩa là lúc đó mình tại sao mình lại cần cái số tiền này? Tại tiền nhà, tiền điện thì đòi cắt, nhà thì người ta xiết, người ta đòi quá rồi luôn, chị không chịu nổi nên chị vay để chị đóng tiền nhà, tiền điện. Nên chị nói chung là mình không phải là đổ lỗi hết cho mấy em ha. Không, cái này là mấy em thì nó chỉ ăn không có bao nhiêu hết, cái đó là thật sự. Nhưng mà mình gánh nặng là mình gánh nặng cuộc sống của bản thân. Lúc mình bị nhà chị ba người, chị ông xã chị với con chị mà liều mất việc hết luôn, không mất thu nhập luôn. Có như một ngày là không được 1.000 nào luôn á, không làm được 1.000 nào luôn. Rồi lúc đó chị bất lực lắm em, tại vì mình là người làm kiếm tiền mà, mình là người lao động, bây giờ tự nhiên cái nó mất vậy, cái nó làm con người mình nó hụt hẫng đi á. Trời, nó tội túng chị dữ lắm luôn, nhưng mà chị cũng cố gắng, khi nào thiếu hụt quá thì xin Mạnh Thường Quân gạo thức ăn cho tụi nhỏ vậy thôi, còn mình thì mình sao cũng được hết á. Nhưng mà được cái là tiền nhà rồi tiền điện nước thì mình xài vô máy bơm, mình không có phải, mình chỉ đóng tiền điện thôi. Chủ nhà thì ở gần đây mấy căn. Ây chà, vậy là hiện tại là chị bán như thế này nhưng mà tới chiều là người ta gom hết. Thì đó, bởi vì chị mới buồn, mới mình thấy mình thất vọng á. Mình ra, nói chung thì chị cố gắng chị làm bằng mọi giá,
không phải, tại vì mạnh thường quân người ta cho lúc nào ta không phải cho mình hoài được em. Tại vì mình nuôi cái này mình cứu luôn nó, mình không cứu bằng cái tâm á. Nên dạ, mình không có thể nào mình dựa vào hết vào mạnh thường quân được. Bởi vì sau này nè mình nuôi, mình cứu mấy em về là cái tình thương của mình. Đó đó. Và cái đó là mình tự nguyện. Nên là bây giờ có khổ thì mình chịu. Đúng còn rồi, trong đúng cái rồi, lúc nào có những mạnh thường quân mà họ thương cho... họ nhớ đến mình đó, thì họ giúp thì đó là một điều là tốt để làm cái động lực cho mình đó, đó. Rồi làm cái cho mấy bé cho nó tốt nhỏ hơn thôi, ăn uống hay dạ, hoặc là mình làm cái gì thêm chuồng trại rồi mình dạ đúng rồi mình chứ còn rồi cho tụi nó thêm thật ra cái trách nhiệm này khi mình cứu về là trách nhiệm của mình đúng chứ rồi, nó không phải là rồi, trách nhiệm của bất cứ một người cho mạnh thường quân được. Dạ. Nên chị cứ làm dữ lắm, chị bằng mọi giá chị yêu cầu mà hễ làm được dạ, là chị làm. Lúc nào nó cho ra làm chị làm. Lúc này thì chị làm này cũng sợ lắm mọi người yêu kiểu. Vậy là tính ra bây giờ chị cũng còn thiếu là lời vốn. Không, phải là lời thì chị góp hàng ngày rồi. Góp hàng ngày. Thì nói chung là cũng phải là xem 40 triệu đồng. Đó đó đó. Mọi người thấy một ngày mà vay 40 triệu mà mỗi tháng phải đóng 13 triệu 500 ngàn tiền lãi là có nghĩa là nó hơn 30%. Khiếp thật sự. Mà chị không biết là nó tính làm sao nữa. Hồi lúc mà chưa dịch á, thì lại là nó nói là 10%. Thì chị đóng là 300. Dạ. Chị đóng là 300 ngàn. Mà bây giờ lại sao mà nó tính làm sao chị cũng không hiểu luôn. Mà nó nói, chị hỏi nó là tính như thế nào. Nó nói thì bây giờ cái chị làm được rồi, bây giờ là dịch mở cửa lại rồi, thì bây giờ em tính theo cái bên của tụi em là như vậy. Chị mới nói tụi em tính sao mà kỳ vậy. Bây giờ nếu mà mình kêu nó bớt rồi nó không chịu và anh đòi trả vốn đúng không? Đúng rồi. Nó cứ luôn miệng nó bảo vậy nè, chừng nào chị có chị trả vốn em đi rồi em sẽ xin bớt lãi cho chị. Mà không biết là nó bớt được bao nhiêu, nó chỉ nói vậy thôi. Kính thưa quý vị, thì có nghĩa là hiện nay người ta cứ bắt buộc mình phải đóng lãi như vậy. Còn nếu mà không đóng lãi thì sử dụng cái chiêu là không đóng lãi thì có nghĩa là phải bắt buộc phải trả vốn chứ họ không giảm. À, còn em hỏi chị bây giờ nếu như mà không có ai giúp hết, không có cái chị không có khả năng nữa thì cái hướng xử lý của chị đối với mấy bé chó mèo này làm sao? Chị nghĩ là nếu mà tới cuối cùng mà không được giúp mà không còn đường để chị giải nữa thì chị kiếm trạm nào đó chị gửi đỡ các bé rồi để cho ông xã chị đi làm với chị cũng đi làm để mà mình tích góp lại á, có thời gian rộng ra nữa mình làm, cứ bằng làm quyết liệt mình phải làm sao để cho trả dứt cái số tiền này rồi cái đầu mình quay lại mình đón các bé về. Dạ. Yeah. Chị dự định là chị làm chị thuê luôn cái phía bên đây để mà cho mấy bé chó nó ra. Dạ. Yeah. Tại đất này cũng của chủ nhà mà chưa có làm kịp nữa, thấy dồn tới dịch rồi dồn tới này kia nữa. Cái gì định làm cho tụi nhỏ nhiều dạ, lắm. Còn nếu như mà chị được giúp đỡ, mà chị được giúp đỡ mà với một cái điều kiện là chị chỉ có thiếu bao nhiêu đó thôi nha. Đúng rồi, thiếu rồi, bao nhiêu đó thôi. Rồi nếu mà chị được giúp đỡ trả hết cái khoản nợ này thì chị sẽ xử lý mấy bé như thế nào? Và chị có cái gì mà chị hứa cho với những cái người giúp đỡ mình, với những mạnh thường quân không? Chị thì nếu mà được thì chị cũng chăm tụi nó lợi chứ không có đưa đi. Là tại vì cái đó chị đã giải được rồi thì chị thông thả, nói chung là có thời gian mình chăm tụi nó, mình bán gì hàng ngày, lời mình ăn tụi nó ăn. Như cá này thì chị cho tụi nó ăn đâu cần mình phải mua, mình lấy ấy nữa. Nên thành ra nói chung là cái chi phí của tụi nó thì sẽ giảm lại. Dạ. Thì mình có thu, nói chung là chị làm có thu nhập rồi là không có sợ tụi nó đói. Như là những cái thứ chị cũng ở gần đầu mối nên những như là rau củ này kia cái nọ cho tụi nó thì chị cũng mua nó cũng rẻ hơn. Nói chung là các thứ bây giờ là nó đã có điều kiện mình chăm tụi nó thì lại mình không có điều kiện mình trả cho dứt cho mấy cái người này nó cứ dạ, nói chung không là nó thể dứt được luôn. Đúng rồi, em nói thật với chị luôn, không thể dứt được với một cái lãi suất như thế. Đấy. Không thể nào ai mà có thể mà trả nổi được, chỉ trừ khi mình có tiền mình trả một lần thôi. Chứ còn không thể nào mà học ngày góp 300 ngàn vốn. 300 ngàn vốn mà 40 triệu thì chị phải góp 130 ngày. Có nghĩa là 43, 12 chị phải trả 4 tháng mấy. Mà trong 4 tháng mấy ngày nào chị cũng phải chi ra 700-800 ngàn. Mà cho 700 ngàn mà 4 tháng là chị phải trả là gì? 100 ngày đâu 70 triệu.
20 ngày kia là 14 triệu nữa, là chị phải trả 84 triệu nữa. Đó, chị nói sao mà chị quá mới dứt. Trời, chị nói, ủa sao tụi em tính gì mà tính quá trời như vậy, rồi làm sao mà trả nổi. Nó nói, cái này là cũ quyết định bên công ty rồi, bên tụi em rồi. Sếp của em kêu em làm sao thì em xuống em tính đó, với chị vậy. Vay mà 40 triệu, thật ra vay có 30 triệu thôi, rồi lãi đẻ mẹ đẻ lãi con nó ra thành 40. Nơi nơi mà bây giờ từ đây đến cái ngày mà đang góp dần, chỉ có trong vòng hơn 3 tháng trời thôi mà nó phải ra 80 mấy triệu, là ra gấp đôi, hơn gấp đôi đó nữa đó. Thì cái khối lượng này em nghĩ là không thể nào trả nổi đó. Với những cái mà chị bán nè, em nhìn thấy là 1, 2, 3, 4 cái khay cá dài bịch khoai lang, thì cam rồi bán khô lặt vặt, thì mỗi ngày em cho chị lời nhiều nhất, nhiều nhất có thể là 500 ngàn là em cho chị lời nhiều nhất rồi đấy. Đó, đúng rồi. Đó, chị cho em, em cho chị bán đắt là chị chỉ lời 500 ngàn thôi. Mà 500 ngàn mà chị phải thanh toán tiền nhà nè, tiền điện, rồi tiền ăn cho mấy bé, rồi tiền ăn của bản thân mình nữa. Hả? Rồi mà còn góp cho người ta là hơn 700 ngàn nữa. Thì nếu mà cái tình trạng này nó càng ngày nó càng kéo dài, thì chị chỉ có lúng xuống thôi. Và bắt đầu em đã từng nói rất là nhiều lần chị trên live cũng như là trong cái clip. Đúng rồi, chị sợ lắm. Bây giờ á, chị nghĩ tới chị sợ lắm. Chị vay cái này thì trên Facebook hay là gì người ta cũng biết rồi, thì bắt đầu cái uy tín của mình nó đã mất dần rồi. Tại sao mình đi xin, mình đi mượn dần thì nó mất dần. Nhưng mà khi mà chị bán nó không đủ, chị chi nó không đủ, chị thu nó không đủ cái chi, thì bắt buộc chị phải tìm cách này cách nọ để xoay tiền. Mà xoay ngày này qua ngày nọ, ngày này qua tháng nọ, thì ai cũng biết mình thiếu nợ, mình lâm nợ. Đúng thì rồi. Từ đó là có một đồn 10, tiếng xấu đồn xa, thì cái uy tín của mình nó giảm mất đi, nó không còn luôn chứ không có giảm nữa, dạ, mất đi luôn, mất đi luôn. Đó. Bây giờ ví dụ như mà có một cái điều gì, một cái điều may mắn xảy ra cho chị trả hết cái nợ này, thì chị có hứa là chị sẽ chăm sóc mấy bé này thật là tốt, và từ đây về sau dù đúng có rồi, chuyện gì chị cũng không có thể để cho nợ nần, chị đừng bao giờ dính líu vô cái nợ khủng khiếp như đúng thế này rồi. Nữa không? Trời ơi, chị sợ lắm luôn rồi, chồng ơi, thật sự là chị quá sợ luôn á. Bây giờ chị nghĩ tới là chị không thể nào ăn, không thể nào nói được luôn á. Chị cứ hình như là gần như là chị bị trầm cảm luôn. Tối ngày chị cũng cứ nghĩ miên man. Làm cái này làm cái kia, gán tích góp cả ngày, chiều mới đưa cho tụi nó hết. Mà nợ một ngày không được, nghe nợ một ngày, qua ngày thứ hai là bắt đầu nó lời, nó đứng nó nhây mà em biết bán không được luôn. Khách gì khách kệ, bà có khách thì kệ bà, tôi lại tôi đòi tiền kệ tôi vậy á. Nhiều khi mình nói em đi chút đi, chị có khách chứ, rồi chị bán chút rồi em quay trở lại. Không là không, nhất định là nó đứng, nó phải bằng mọi giá mình phải làm sao đưa tiền cho nó xong rồi nó đi vậy á. Bởi vì chị bị chết luôn. Chị nói trời kiểu này hoài sao sống được trời. Ông trả thì chị thì ông dự định đi làm, ông đi giao hàng á, ông đăng ký bên giao hàng. Dạ. Yeah. Nhưng mà ông nói trong lúc này thấy cái tinh thần chị vừa lại không ổn, rồi vừa lại chăm tụi nhỏ, rồi vừa bán nữa, ông thấy không ổn, ông nói bây giờ phải làm sao tìm cách nào để giải cho chị, lần mà chị có cái tinh thần lại á. Rồi chị vừa bán thì chăm tụi nhỏ, thì chị bán xong rồi sáng ảnh dọn tụi nhỏ gì nè. Dạ. Rồi ảnh cho ăn xong rồi ảnh đi làm. Dạ, em cứ muốn hỏi như một câu thôi, là ví dụ như nếu mà chị được trả hết cái nợ này, chị có hứa là chị không vay lại? Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chị chăm sóc mấy bé thiệt là tốt không? Đơn giản vậy thôi. Đúng rồi, chị nói chung là cái nợ này là chị tận tới già tới chết luôn, không bao giờ đâu. Dạ. Thật sự là không dám nữa luôn, nó có chết mà thật sự dám. Ra luôn, em thì nói thế này, mít lòng trước đặng lòng sau. Em phải hỏi chị là ngoài cái này ra chị còn thiếu cái nợ không? Và không, chị nói thiệt với em, chị nói thiệt với khán giả. Thật sự luôn, thật sự là chỉ còn có bao nhiêu đó thôi, chứ không có ở đâu nữa. Dạ. Yeah. Có bao nhiêu đó là chị đã đuối lắm luôn. Dạ. Yeah. Chị không nghĩ là nó lên quá, chị nghĩ là nếu mà mình ấy thì dịch nó cũng giảm xuống thì mình làm được. Yeah. Là mình trả liền cho người ta, nó cũng không có đến nỗi mà nó quá ấy. Nhưng mà không ngờ là nó càng giãn cách, dịch nó càng bùng cái càng bít đường. Dạ. Yeah. Là lúc cái, đó là chị đã thấy rồi, sợ. Rồi hãy hỏi chị, ví dụ như cái vốn này nè, là nhiêu tiền?
Giống này thì nói chung là ở dưới quê nó gửi lên thì chị bán hết to thì chị gom to, chị gửi xuống rồi còn cái lời gì mình chi tiêu. Còn cái này cũng vậy, cái này thì của cái dựa của cái anh ngoài này nè. Thì anh cũng hay bỏ, nhiều khi chị lấy chị cũng sang lại cho người này. Đúng rồi, mình cứ lấy vậy thôi rồi chiều bán hết thì về ấy bán nha. Bán hết rồi mình gửi tiền cho ảnh. Dạ. Có cam đồ thì chị lấy tiền liền, tại vì ở dưới Long, Vĩnh Long đưa lên đó. Thì cam đồ thì chị lấy lần 1 triệu mấy, 2 triệu vậy đó. Dạ. À, kính thưa quý vị khán giả thân mến, hôm nay thì Trọng đến chỗ của chị Giang Hà. Nơi đây thì mình có thể là mình nói là cũng không phải là một cái trạm cứu hộ gì cả, mà chị Giang Hà nè cũng là cái nơi cứu mấy bé chó mấy mèo cũng là hơn 5 năm rồi. Chị không có cứu từ lò mổ mà chị ra đường á, khi nào gặp bé nào người ta bỏ thì chị sẽ nhặt về. Thì bây giờ á, chị đang cứu mang gần 90 bé chó và mèo này, gần 90. Thì cũng như quý vị khán giả nãy giờ thì chúng ta cũng đã nghe những cái lời tâm sự của chị. Thì Trọng tin chắc rằng đây là cái câu chuyện mà chị đã chia sẻ thật lòng. Bởi vì con người ta mà đã vào đến cái đường mà gọi là đường cùng rồi, cái đường không còn lối thoát rồi, để được nói ra một lần, để được tâm sự một lần, thì Trọng tin đây là một cái câu chuyện mà chị chia sẻ thật. Thì Trọng cũng chia sẻ với mọi người, thì không phải là cái số nợ này mà mình đổ thừa là cho chị cưu mang mấy bé chó bé mèo mà ra, và do chính vì cái cuộc sống, vì gia đình của chị tới 3 miệng ăn cộng thêm mấy bé chó bé mèo nữa, thì tất nhiên là mấy chó bé chó bé mèo thì tới giờ á, gạo vẫn còn, thức ăn vẫn còn, là do những mạnh thường quân hỗ trợ chị mua, trong đó cũng có Trọng nữa. Và cái nợ này là do gì? Không đi làm được rồi, chi phí trong gia đình nó phải vận hành, tại vì đây là nhà thuê đất thuê rồi tiền điện đó. Thì chị lỡ có vay bên ngoài, vay bên xã hội, nó có lãi suất nó rất là cao, lãi suất thì từ 10% họ đã tăng lên thành là gần 40%. Thì chị không còn cái đường nào nữa. Chị đã nhiều lần là dự định là sẽ bỏ tất cả đi về quê, rồi gửi các bé ở một cái trạm nào đó. Nhưng mà khi đến đây thì Trọng cảm nhận được là mấy bé ở đây, đặc biệt là các bé chó với mèo á, thì nó có một cái nơi ở rất là an toàn, rồi cũng sạch sẽ, sức khỏe thì nó cũng mập mạp. Thì Trọng cũng không biết là thông qua cái clip này Trọng có thể là giúp đỡ được cho gia đình chị hay không. Nhưng mà Trọng sẽ cố gắng để tìm cái cách, một cái phương án nào đó giúp đỡ cho chị. Giống như trên cái live stream Trọng đã chia sẻ rồi, mặc dù đây mình không đổ thừa là cho chó cho mèo gì cả, và do cái tình hình chung và hoàn cảnh của chị khi lâm vào cái nợ nần này mà không còn đường xoay sở này, thì là thật sự đáng thương hơn là đáng trách. Tại chúng ta cũng không có gì để trách chị cả, tại vì cuộc sống của mỗi con người ai cũng lâm vào những cái lúc mà nó khó khăn như vậy. Thì Trọng thì cũng chưa hứa với chị một điều gì, nhưng mà Trọng sẽ cố gắng em sẽ cố gắng hết cái khả năng của mình để hy vọng là sẽ giúp đỡ chị được một lần. Còn sau cái lần nào đó, nếu mà em nói trước nha, sau khi mà em giúp, nếu như mà em tìm cách em giúp chị được, thì đây cũng như là một cái bài học, và giống như là lần cuối cùng mà em giúp đỡ chị kiểu này. Còn sau này ví dụ như các bé mà có đói, có thiếu gạo thì ok, em có thể hỗ trợ. Chứ còn chị nói Trọng ơi, chị thiếu nợ mà giang hồ hay gì là cái đó là chị đừng điện cho em nữa. Và đó, nhưng mà Trọng cũng chưa biết là có giúp được cho chị hay không. Nhưng mà Trọng sẽ cố gắng mọi người ơi, bằng mọi cách Trọng sẽ tìm cái phương án để có thể giúp đỡ cho chị, để cho chị ổn định lại cuộc sống, rồi để tiếp tục nuôi dưỡng gần là 90 cái mạng sống ở nơi đây. Thì bây giờ thì Trọng cũng xin phép được dừng video ở đây. Xin chúc cho tất cả mọi người có thiệt là nhiều niềm vui và sức khỏe, và rất là mong mọi người hãy mở rộng tấm lòng, có thể là cùng với Trọng chung tay để
hỗ trợ cho cái chỗ chị Giang Hà đi vượt qua khó khăn. Nếu không được bằng vật chất thì quý vị hãy like, hãy share cái clip này đến với những cái người mà có những tấm lòng hảo tâm. Là Trọng rất là hy vọng và chờ đợi cái tin vui từ quý vị khán giả để hỗ trợ. Tại vì đây là một cái mình giúp cho chị ấy một lần, cho chị ấy một cái cơ hội để tiếp tục nuôi dưỡng các bé, cũng như là cái cơ hội để làm lại cái cuộc sống mới của bản thân mình. Và bây giờ thì Trọng xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau ạ.